Bọn này không đợi Mimi sắp bị điên rồi Khoa ạ. Đúng rồi. Mày bảo ai điên ấy? Mày muốn ăn đấm à? Ơi, tao sợ quá, mày đấm một tao phát. Đúng rồi, đấm một cái. Đi tao đấm thật thì lại khóc nhè. Chả biết ai khóc cho ai đâu. Thôi, thèm quá thì tao cho bọn mày xin một gói. Này. Thôi, tao đùa thôi, mày tuổi gì mà đòi Mimi và tao. Nào, đói quá thì tao cho chúng mày ăn này, há miệng đi, nhanh lên, này. Thằng này cứng nhỉ. Này ăn đi, này. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đại ca ơi, sao dạo này mình nghèo ấy nhở? Muốn kẹo chẳng có tiền. Tao cũng không biết được, dạo này khó kiếm tiền thế nhở. Giờ mà có tiền á, em mua một đống bim bim, mua một đống kem. Lúc mà ăn chán thì thôi. Thôi mày đừng nhắc nữa, đã không có tiền rồi nhắc làm gì nữa. Hay là tao bán mày đi mua bim bim nhá. Thế bán em được bao nhiêu bim bim? Trời ơi, bán mày á, tao mua được cả núi bim bim luôn. Thế bán em đi. Thôi, bán mày tao ở với ai? Chị ơi, mình ngồi đây ăn đi. Ô, thật sáng và đại ca gọi nó ở kia kìa. Chị ơi, hay là mình lấy bim bim ra đấy ngồi ăn chọc tức bọn nó đi. Được, ý kiến hay đấy. Nào, đi. Ô, anh Khoai, anh lên núi làm gì ấy? Tao lên núi ăn bim bim, mày hỏi làm gì? Nhờ bim bim ra, cho tao xin một gói. Tao mang lên núi để tao ăn chứ, có phải để cho mày ăn đâu. Không có tiền thì nhịn đi, xin xỏ vào tiền, ok. Mày làm gì mà gắt thế, không cho nó được thì thôi. Sắn mày thèm lắm à? Ngồi xuống đây. Vâng. Thôi, mình ngồi xuống này ăn đi. Phải ngồi gần tao làm gì? Tao thích thì tao ngồi. Đây có phải đất của mày đâu mà tao phải sợ. Mày thích ăn thì mày nói cẩn thận, may tao còn cho. Tao không thèm, tí về tao không biết tự mua à? Không thèm sao nhìn mặt cả mày tức thế? Điều. Nhìn mặt tao giống tức lắm à? Cũng giống đấy đại ca. Thèm bộ mẹ đi còn bảo không thèm. Đúng rồi, nhìn sắp khóc rồi. Ngon nhỉ. Mày nhìn chúng nó làm gì? Dạ vâng. Bọn này không đợi Mimi sắp bị điên rồi Khoa ạ. Đúng rồi. Mày bảo ai điên ấy? Mày muốn ăn đấm à? Ơi, tao sợ quá, mày đấm một tao phát. Đúng rồi, đấm một cái. Đi tao đấm thật thì lại khóc nhè. Chả biết ai khóc cho ai đâu. Thôi, thèm quá thì tao cho bọn mày xin một gói. Này. Thôi, tao đùa thôi. Mày tuổi gì mà đòi Mimi và tao. Tao không vừa thôi. Kể cả mày cho tao, tao không thèm. Được, mày được ấy. Ngon nhỉ? Ngon quá. Thời nghiệp thế. Thời nghiệp thầm nhỏ kia quá. Để một gói. Đây, tao nhặt cho mày này. Thôi, tao không khiến, tao thích thì tao để đấy. Tao để đấy. Thèm không? Nhìn nó một cái. Thèm không, thèm không? Thôi, nhìn bọn mày thèm quá. Tao cho chúng mày ăn nhá. Này, này, này. Này, này ăn đi. Nào, đói quá thì tao cho chúng mày ăn này, há miệng đi, nhanh lên, này. Thằng này cứng nhỉ. Này ăn đi, này. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ê, bảo mày nhả gây ra cho tao. Mày bảo không ăn của bọn nó mà. Dạ vâng đại ca. Thôi anh em mình đi về đi. Vâng.
Thôi, không có bim bim mình có chết được đâu. Nhưng mà em đói, em thèm bim bim chỗ đội kia. Thôi, để tí về xem có tiền thì tao mua cho mày. Làm sao đấy? Thằng em của cháu nó thèm bim bim quá chú ạ. Sao lại thèm bim bim thế này, lấy tiền đi mua cho nó. Nhưng mà cháu hết tiền rồi. Hết tiền à? Vâng. Ôi, nhìn thương thế nhỉ? Thế chú cho một tí để đi mua bánh kẹo nhá. Vâng. Vui lên chú cho kìa. Muốn lấy bao nhiêu? Chú cho cháu vừa vừa được rồi, không cần nhiều quá đâu. Chú muốn cho nhiều quá có lấy không? Nhiều quá cũng được. Được, thằng này thông minh đấy. Cho mày tầm 5 triệu nhá. Cho mà chúng mày ăn 3 tháng bim bim luôn. Ok, cháu cảm ơn chú nha. Tao thấy chúng mày khổ quá. Vâng. Tao toàn đi tìm những người khổ khổ để giúp thôi. Cảm ơn chú là nha. Nhìn mặt ngu 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 này tao lại càng thích giúp. Vâng. Đi đi nhá. Cảm ơn chú đi. Rồi, cái gì? Cháu cảm ơn chú ạ. Rồi, đi đi nhá. Vâng. Mua bim bim ăn nhá. Vâng. Vui chưa? Có tiền rồi, mua bim bim rồi nhá. Vâng. Đến rồi. Dạ vâng. Ông bảo nó kìa, đi. Vâng. Cái gì ấy? Rồi, mình ăn no rồi, mình chả thèm. Thôi mày nhìn bọn nó làm gì tí mà nó lại tưởng mày thèm. Vâng. Ăn đi mày ơi. Vàng á. Ui, cảm giác ngọt này. Ngon thế nhở? Ôi ngon thế! Ăn thì phải ăn như mình mới gọi là ăn chứ nhở sẵn nhở? Đúng rồi! Ăn mấy cái bim bim rẻ rách đấy cũng phải hoài. Tí nữa bọn nó lại bảo mình thèm quả bọn nó. Hay là em mang ra cho bọn nó nhá. Mày ngu thế. Nó thích ăn thì nó phải ra xin mình đàng hoàng mình mới cho chứ. Ừ, đại ca. Ăn tiếp đi. Ngon nhỉ.
quay lại. Ha 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 ha.